mình sẽ nói với các bạn về vị trí nên đặt cây kim tiền. Cây kim tiền là một trong những loại cây cảnh để bàn và trang trí phòng khách, phòng làm việc cũng được rất được ưa chuộng hiện nay. Tuy nhiên, tùy vào đặc điểm cũng như ý nghĩa phong thủy, vị trí đặt cây kim tiền sẽ khác nhau. Vậy cây kim tiền thường đặt ở đâu? Thì hôm nay mình sẽ nói với các bạn. Thứ nhất, cây kim tiền là nên đặt ở những nơi có nhiều ánh sáng, ví dụ như ban công hay là cửa sổ. Cây kim tiền còn có tên gọi khác đó là cây kim hắc tài. Vậy là cây thuộc rễ chùm và sống lâu năm, xanh tốt. Cây kim tiền có đặc điểm là thân to, khỏe và phần to phía dưới gốc. Cây kim tiền được xem là biểu tượng của sự thịnh vượng, may mắn và tiền tài trong cuộc sống. Mình nếu không đặt ở những nơi có ánh sáng, thì nếu đặt ở những trong phòng kín thì thường một tuần thì các bạn nên đem cây ra ngoài ánh nắng không từ 4 đến 5 tiếng để cây băng hợp. Và vị trí đặt thứ hai đó là đặt cây kim tiền trong phòng khách. Do phòng khách là vị trí trung tâm của gia đình và mọi người nói chuyện cũng là nơi tiếp khách của gia đình, đó đây là một những vị trí phù hợp để đặt cây kim tiền, sẽ cải thiện được phong thủy của gia đình. Cây kim tiền đặt trong phòng khách thì nó đại diện cho sự may mắn và tiền tài tài lộc cho gia chủ. Và trong phòng khách thì thường cây kim tiền chúng ta nên đặt ở hướng đông nam, cung đông nam đó các bạn. Theo quan điểm thì cung này là cung tài lộc, hoặc là đặt ở phía đông, đã thuộc ngũ hành mộc. Cây kim tiền thuộc mạng mộc nên đặt phía đông hoặc là phía đông nam rất tốt. Tuy nhiên, các bạn tuyệt đối không được đặt cây kim tiền trong phòng ngủ nhé các bạn. Trong phòng ngủ, nếu các bạn muốn đặt cây cảnh thì các bạn tốt nhất là nên đặt cây lưỡi hổ. Tuyệt đối không được nên đặt cây kim tiền trong phòng ngủ. Bởi trong cây kim tiền nó cũng có cái lá của nó, bản thân lá nó có chất độc. Nên đặt những phòng ngủ, nhiều khi em bé hay là gì đó không chú ý, nó ngắt hoặc là nó ngậm vào miệng thì sẽ không hay. Đối với cây kim tiền thì dù đặt phòng khách hay phòng ngủ hay là ban công thì các bạn cũng nên chú ý cẩn thận nếu gia đình có em bé nhỏ, không để cho các bé đứng gần và ngắt cây. Và khi đặt trong phòng thì các bạn cũng nên lưu ý một điều là không nên đặt cây kim tiền đối diện bức cửa. Bởi theo phong thủy đây là một điều cấm kỵ. Vị trí này sẽ gây hao hán tài lộc, tiền tài. Nó sẽ phản đi ý nghĩa của cây kim tiền. Dạ, các bạn nhớ lưu ý. Vị trí thứ ba đó là đặt cây kim tiền trên bàn làm việc. Thì cây kim tiền là một cây rất dễ nhân giống. Do đó các bạn có thể nhân giống từ lá hoặc là từ cành của cái cây kim tiền. Nếu bạn nhân giống từ lá thì cái cây nó sẽ rất nhỏ và ta thường dùng những cây nhỏ này, tí hon này, ta đặt lên phòng làm việc và bỏ lên những chậu nhỏ. Nhìn cái cây mà lên từ lá đó các bạn rất nhỏ và nhìn cũng rất đẹp, dễ thương. Nên thời gian khoảng một năm rưỡi thì cây nó sẽ lớn như là lúc đó thì các bạn có thể sang chậu lớn hơn. Sở dĩ mình có thể đặt cây kim tiền lên phòng trên bàn làm việc là do cây bên cạnh ý nghĩa phong thủy thì cây kim tiền nó có tác dụng thanh lọc và làm sạch không khí rất tốt. Theo nghiên cứu khoa học thì các chất có hại như benzen hay là xylen nó sẽ được cây kim tiền hút hết và trả lại không khí trong sạch cho chúng ta. Đây là một số ba vị trí mình nên đặt cây kim tiền. Các bạn có thể tham khảo. Chúc các bạn có những chậu kim tiền thật đẹp.